Xin chào các bạn. Ở video trước thì mình đã chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một cái công tắc mini sử dụng sóng Zigbee. Đây là một công tắc thông minh. Chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm Smart Life để chúng ta có thể là điều khiển các cái thiết bị điện trong gia đình của chúng ta. Tuy nhiên hôm nay mình cũng sẽ có một công tắc khác và cái công tắc này nó có đặc điểm gì? Thì các bạn nhìn thấy hai công tắc giống nhau hoàn toàn, không khác gì nhau nhưng với cái công tắc mới này nó sẽ có thêm một cái tính năng cực hay ho mà nhiều người chưa biết và kể cả những người bán ấy người ta cũng không nói rõ ràng có cái tính năng thêm so với công tắc cũ này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Về cái cách đấu thì nó hoàn toàn giống công tắc cũ các bạn nhé. Các bạn sẽ cấp nguồn đầu vào chân L in và N in, đây là hai cái chân cấp nguồn đầu vào. Chân L out và N out là hai cái chân để cấp nguồn ra tải các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng một cái bóng đèn này làm tải. Còn chân S1 và S2 thì các bạn có thể kết nối với cái công tắc cơ mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ như cái ổ điện nha các bạn ấy, nó có cái công tắc cơ bật tắt đèn này chẳng hạn thì các bạn sẽ kết nối đây. Có nghĩa là chúng ta có thể là bật tắt đèn thông qua công tắc cơ hoặc chúng ta có thể bật tắt đèn à, trên phần mềm thì với cái công tắc thông minh này nó sử dụng sóng Zigbee nên là các bạn vẫn phải sử dụng một cái bộ hấp Zigbee thì nó mới kết nối được các bạn nhé cái này nó không hoạt động độc lập được rồi mình đã cắm điện 220 vào rồi các bạn có thể là bật tắt bằng cái nút bấm ở trên này nó tương tự như cái công tắc cũ đây thôi đây công tắc cũ nó có cái nút bấm này bây giờ để kết nối cái công tắc này với cái phần mềm trên điện thoại để chúng ta có thể điều khiển từ xa thì các bạn sẽ nhấn giữ cái nút này Nhấn giữ một lúc cho tới cái khi đèn màu xanh nó nháy nháy các bạn nhé Đấy cái đèn màu xanh nó nháy nháy rồi Thì bây giờ các bạn sẽ vào cái phần mềm Đó là cái phần mềm Smart Smartlight Và các bạn sẽ kết nối cái bộ này với cái hub Là cái hub Zippy Tức là cái trung tâm điều khiển Zippy các bạn nhé Ở đây mình có cái trung tâm điều khiển đây Các bạn bấm vào và các bạn sẽ add sub nó vào Đây hỏi là đèn led có nháy không Nó đang nháy rồi chúng ta bấm vào Và bây giờ nó sẽ tự tìm kiếm cái thiết bị uh, của cái công tác này đó là Zip này và nó sẽ kết nối đấy. Các bạn thấy là nó đã tìm xong rồi đấy. Và nó đã kết nối cái bộ này với cái hấp của mình rồi. Hoàn tất đi. Rồi đây chính là cái giao diện uh, điều khiển này. Các bạn thấy này. Bật này tắt, này. tắt này. Tắt này. Bật này. Tắt này. Các bạn cứ có kết nối internet thì các bạn có thể là điều khiển từ điện thoại được các bạn nhé. Thì bây giờ với cái công tắc thông minh này nó có một cái đặc điểm cực kỳ tuyệt vời Nó khác hoàn toàn với cái công tắc cũ Đó chính là chức năng giám sát điện năng Các bạn có thể là giám sát vào cái phần electric này Đây các bạn nhìn thấy chưa Nó sẽ đo được cái dòng điện của tải này Điện áp trên hai đầu tải này và công suất của tải nhé Bây giờ mình sẽ bật lên này các bạn sẽ chờ một lúc này điện áp trên hai đầu tải đang là 226V thì các bạn thấy là dòng điện của nó là 217mA có nghĩa là 0,22 đi 0,22A và công suất của nó là 49W Đấy đây chính là một cái tính năng cực kỳ tuyệt vời của cái công tắc thông minh này nó có một cái tính năng này và các bạn có thể là giám sát cái tổng cái số điện nó đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian nào đấy đây các bạn thấy là tổng này, total là tổng này. Thì với cái công tắc này các bạn có thể là bật tắt các cái thiết bị điện thông thường trong gia đình nhà chúng ta. Và chúng ta cũng có thể là giám sát được cái công suất mà tải cũng như là tổng số điện mà, mà tải chúng ta đã tiêu thụ. Cái công tắc cũ này thì nó sẽ không có cái tính năng giám sát này các bạn nhé. Nó không hề có này. Và các bạn có thể nhìn ở đây này. Nhìn cái thông số mà nó in ở trên công tắc này. Các bạn nhìn này cái bên tay phải của mình là công tắc mới này thì cái công tắc mới các bạn các bạn nhìn cái dòng chữ là with power monitor còn cái công tắc cũ nó không có cái dòng chữ đấy thì với cái dòng chữ này là nó có thêm cái tính năng là gọi là tính năng giám sát như vậy với cái công tắc bên tay phải của mình nó có đầy đủ các tính năng giống như bên tay trái nhưng có thêm cái tính năng đó là giám sát công suất của tải đây là một cái ứng dụng cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé mà cái giá thành của cái công tác này so với cái công tác bên tay trái Thực ra nó chênh nhau không nhiều, nó chỉ chênh nhau khoảng một vài chục thôi. Và rất nhiều người bán ấy, người ta cứ lập lờ giữa cái việc là có thêm cái tính năng giám sát công suất với không có tính năng giám sát công suất và giá thành nhiều khi người ta bán như nhau. Nếu như mà người mua không để ý, không không biết đấy thì là chúng ta cứ mua cái công tắc thông thường như thế này nhưng lại giá với cái giá của cái công tắc mà có thêm cái tính năng đầy đủ đó là giám sát công suất này các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho các bạn xem xem bên trong một cái công tắc mà nó có thêm cái chức năng giám sát công suất thì nó có khác gì so với công tắc thông thường này không các bạn nhé. Những cái công tắc thông minh này là bây giờ nó khá nhỏ gọn các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Thì ở đây nó sẽ có một cái dơ le này để đóng cắt đầu ra này. Một cái mô đây là cái mô để phát sóng zip để kết nối với cái bộ điều khiển trung tâm. Các cái tụ lọc nguồn này, đây phía đằng sau đây. Thì các bạn nhìn thấy này, với cái công tắc mà nó có chức năng giám sát công suất thì phía đằng sau nó sẽ có thêm một cái con chip để nó phân tích dòng và điện áp rơi trên tải. Đây chính là một cái con điện trở săn các bạn ạ, điện trở săn thì khi mà cái dòng đầu vào đây nó sẽ đi thông qua con điện trở này và nó sẽ có hai cái dây các bạn nhìn thấy chưa hai cái dây nó sẽ chích ở hai đầu của điện trở này nó sẽ nối với cái con điều khiển cái con giám sát này để nó sẽ phân tích xem là cái dòng nó đi qua đây là bao nhiêu và con giám sát này nó sẽ lấy dữ liệu sau đó là nó sẽ kết nối với cái mô đun này và cái mô đun này nó sẽ truyền tải tới cái bộ hấp để truyền tải tới cái phần mềm cho chúng ta và chúng ta sẽ xem trên phần mềm và chúng ta sẽ biết được công suất của tải là bao nhiêu như vậy là nó chỉ khác mỗi cái phần này thôi. Đây nó sẽ thêm một cái cái phần đây là chính là cái phần giám sát điện năng này các bạn này. Một con chip 8 chân, một cái điện trở săn này. Và cái module này, cái 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 FIP PCB này nó sẽ kết nối với cái bo mạch chính này nó cũng hơi khác một chút. Rồi thì vừa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái công tắc thông minh cực kỳ hữu ích cho gia đình của các bạn Và với cái công tác này nó có thêm cái tính năng đó là giám sát điện năng để cho chúng ta biết được là cái tải nó đã tiêu thụ điện là được bao nhiêu số rồi Tuy nhiên với cái công tác này có một cái điều đó là mình chưa thực sự hài lòng Đó là khi mà các bạn lắp nó đầy đủ cái vỏ tức là nó vỏ nó đầy đủ như này Thì các bạn lắp vào cái ổ âm tường của chúng ta ấy, thì nếu như mà cái ổ âm tường của chúng ta nó đang có một công tắc ở giữa hoặc là hai công tắc thì cái bộ này lắp không vừa các bạn nhé. Chúng ta cần phải một cái ổ âm tường nó sẽ bị lệch. Ví dụ như ổ âm tường nó như thế này. Đấy. Thì công tắc nó phải lệch sang bên trái hoặc lệch sang bên phải và bên còn lại thì chúng ta nhét cái này thì nó mới vừa. Còn nếu như công tắc ở giữa là coi như là cái này không vừa, để nằm như này cũng không được. Có lẽ là nhà sản xuất nên thiết kế lại cho nó sẽ mỏng hơn, nhỏ hơn nữa để chúng ta có thể là lắp vừa các cái ổ âm tường ở việt nam các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video sau